Kính chào quý vị khán giả. Mục tìm hiểu nghị quyết của Đảng ngày hôm nay mời quý vị khán giả theo dõi tiếp nội dung hướng dẫn số 105 về công tác lý luận chính trị và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 4 nhỏ công tác giáo dục lý luận chính trị. 4.2 nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó tập trung bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta, những nội dung được đề cập trong các văn kiện đại hội đảng các cấp. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy có thể phối hợp với các đơn vị có liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn. Tăng cường tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực, thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi qua đó trao đổi học tập kinh nghiệm công tác, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy giữa các cán bộ, giảng viên. Bà tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết của cấp ủy ban hành, công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Quan tâm tới hoạt động tập kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học đối với cán bộ giảng viên ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị để vận dụng phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy tăng cường ý thức kỷ luật trách nhiệm nêu gương và đạo đức nhà giáo khuyến khích cán bộ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tự bồi dưỡng tăng cường nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tế tham gia các hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo 4.3 tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương định kỳ 3 tháng, 6 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra gửi báo cáo về ban tuyên giáo trung ương. Tăng cơ kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng như chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, chỉ thị số 23 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhất là kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận số 94 ngày 8 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó phải gắn liền giữa việc học tập về đạo đức giáo dục công dân giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông gắn với học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra gồm công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, công tác học tập nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nền nếp, việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị, phương thức thi, đánh giá kết quả học tập, công tác quản lý học viên. 5 kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ban tuyên giáo trung ương đã tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 185 và xây dựng dự thảo quyết định mới trình ban bí thư để ban hành trong thời gian tới. Vì vậy, trước mắt các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định số 185 ngày 3 tháng 9 năm 2018 cho tới khi ban bí thư ban hành quyết định mới. Sau khi có quyết định mới thay thế, Ban tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức hội nghị triển khai quyết định mới và có các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong Ban tuyên giáo cấp tỉnh theo quyết định số 04. Ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành. 6. Giao ban tập huấn công tác lý luận chính trị định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị, nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Sau giao ban, gửi báo cáo kết quả về ban tuyên giáo trung ương. Ban tuyên giáo trung ương tổ chức các hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể. Ban tuyên giáo tỉnh ủy thành ủy Đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành. Căn cứ vào hướng dẫn này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy thành ủy Đảng ủy trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác lý luận